quá là mệt quá. Không mới bị chửi nữa. Đi chính quay. Đi chính quay. Giờ cuối năm rồi thì hai đứa có một dự định đó là tính sẽ cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn may mắn xem kênh của hai đứa, thì hai đứa tính tổ chức một trò chơi và món quà gửi cho hai người may mắn nhất. Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Phước Cô Mập với lại với Kim nha. Quá trình nhớ luôn rồi. Ờ đúng rồi, nghĩ mấy ngày nhớ quá trình nhớ luôn. Ba ngày rồi. Thì hôm nay hai đứa ăn mì cay, nhưng mà cả nhà nha, ở đây thì có mì cay với lại bắp cải tím và kim chi, tôm luộc, mực hấp, xúc xích, bò viên chiên. Nấm kim châm. Rồi có chả, rồi bông, rồi đủ thứ trên cái nhà. Wow, trời qua đất luôn. Hôm nay quay lại hoành tráng như cái nhà. Đó, ở đây là mì cay nha. Thánh thằng ơi. Sao? Có nhiều. Ủa sao có gói mà? Một gói hai. Một gói hả? Anh cũng gói phải không? Nhưng mà hình như nó nở hay sao? Mời cái nhà nha, ở trong đây có bắp cải tím thế này cái nhà. Qua wow, trời qua đất luôn. Qua trời qua đất luôn. Mấy kìm mới vớt qua đèn miếng luôn. Rồi mời cả nhà ăn nha. Cho một miếng nước mắm vô. Sao thấy nó lạt lạt á. Mì cay thì không cay chứ fan. Trời ơi em thấy cay rồi đó. Tê tê hả? Rất tôm này cả nhà. Tôm ăn nguyên con rồi. Em ăn thì làm ăn anh kêu anh đi lọc vỏ cho. Đây lột cho bé yêu nha. Mì Hàn Quốc lúc nào nó cũng bé béo quá anh nhỉ. Mấy gùi. Tốt không chị? Nghiệp xúc. Nói là mệt quá. Tới rồi đó. Con người mà. Hổm này quay thằng cắt nát liếc mà. Chưa. Khùng. Nổ phòng. 1, 2, 3. Mới bị chửi nữa. Chín quay. Chín quay. Thấy không? Nhiều khi mình làm cái công chuyện mà của một thằng đàn ông mà cũng bị chữ nữa cả nhà. Ủa bị nói, bị la nữa. Kêu đừng lột tôm. Ý là cái đầu còn ăn được á, hiểu không? Thôi, tự ăn nha.
Làm miếng mực thôi. Chấm nước mắm, tức sắc. Ăn mì cay với kim chi là ngon lắm ạ. Mà hôm nay là có thêm rất nhiều món cả nhà. Bò viên ngon. Ngon nha. Cá bò. Mấy món này đúng mấy món anh thích luôn. Còn em kim chi luôn. Quá xuất sắc. Nhưng hổng muốn cho bò. Trong chả bò này có tiêu. Ớt. Ăn mùi gói á. Ăn với chả cũng ngon ha. Mà nó chàng xúc xích. Ngon ha. Ủa này em làm mấy con mực hả? Hai con. Cả. Bữa nay nữa làm mập với bé Kim em ngừng đi ship đầu với tỉnh rồi cả nhà. Ở Sài Gòn, nếu mà còn ở Sài Gòn á thì mập với bữa kem, ai mua mập với bữa kem sẽ bán. Vì ổng bút xe gửi cho em mà. Ô bình thường á nha. Mai 21 vừa quê rồi. Bữa giờ bán qua, giờ bán luôn. Có chừng tuần lễ gì ha. Mà bán gần 2 tấn lạp xưởng rồi đó. Rồi đồ này đồ kia đồ thêm nữa. Nói chung là nhờ cả nhà ủng hộ á. Năm nay là mập bán lạp xưởng 3 năm rồi. Năm nay là nhiều nhất luôn cả nhà.
Tôm vậy chứ nó ngọt ha. Nãy mua tôm sống hay tôm chết? Tôm chết. Ờ, tôm... ngọt hả? Tôm ngọt. Mình không được hết từ đó. Gì đó? Thì là qua luật lệ, có qua có lệ mới tội lòng nhau. Bữa em nhớ anh ăn gạch gì không? Gạch gì nào? Bữa con gì nào mấy kia? Tôm cái gì nữa? Ờ à, đúng số. Rồi, tôm nữa. Ủa tôm hoa kèn. Xỉn luôn. Sen món ngà luôn cả nhà. Muốn tôm này ngọt thiệt. Con tôm á, vô tay mập với lại bếp kim á, thì chỉ có luộc, hấp. Còn vô mà tay mẹ vợ của mập thấy không, là auto có món tôm kho tàu. Cỡ nào cũng có món tôm kho tàu á. Chỉ có tôm hùm thì hồi đó giờ không biết nha. Tại vì không có mua ăn thường á. Mực này là mực lá, nó ngon hơn mực nang. Ngọt hơn. Nó sợi mì để chung bắp cải tím đó. Nó bị tím tím á. Quá trời xuất sắc. Hôm qua em kia không có ra clip nữa nha. Ba bữa luôn á. Nó có nhiều anh nhiều chị á nhắn tin rồi hỏi. Nhưng mà phải mà có cái gì đó thời gian rảnh rỗi thực sự để mình đầu tư một cái clip chỉnh chu. Chứ vội vã quá thì ấy. Ăn đó, nó ngon á. Hả là cũng bự. Thái nhất ăn mì với mực. Ai cũng biết á. Tính ra là ăn mì hồi đó thì anh ăn với mực là nhiều nhất á. Quay clip đó nha.
Em không phải ăn cái này hả? Giòn lắm á. Em ăn không ạ. Ăn cũng ngon. Làm như mấy bữa nay á, ít ăn cái bà tử nhỏ là hay vậy. Thiệt á. Ăn có chút xíu rồi, thấy no rồi. No mà nó cạnh thông luôn á nhỉ. Chứ phải no hường. Cái này để chiều làm thêm một sát mì nữa. Chứ em là em ăn hết rồi, ăn mì hết nổi rồi. Nhưng mà em sẽ chấm với tương ớt ăn. Rồi để anh làm vài miếng thôi. Đó là cái gì? Là ở phường người ta đi phát lo chúc mừng năm mới à, không nên cái gì nè, đốt pháo à, với lại gì nè. Năm nay ra đường à, bán mâm rồi rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ hai đứa đang quay là ngày 23 Tết á cả nhà, là đang là đưa mở táo gì trời á, là đêm hôm qua hai đứa đi gửi hàng á, giấc khuya 1-2 giờ mấy á, là thấy người ta bán bông vui lắm luôn á, người ta bán vòng vòng mấy lề đường á. Vậy thì cả nhà biết làm sao mà hôm nay mà vô bếp à, nấu mấy cái này mà không quay không? Tại vì ông táo đi rồi, cho ông táo nghỉ một bữa cả nhà. Chứ quay ổng nhiều khi ổng đi mắc cỡ à. Có xàm đúng không nhỉ? Ừ, có là tao xàm. Rồi xong rồi đó. Ờ, hai đứa đã ăn xong rồi cả nhà, rất là ngon mì cay hôm nay luôn. Thì hai đứa rất là cảm ơn cả nhà đã xem hết video cũng như là đã đăng ký ủng hộ kênh cho hai đứa. À, với lại mua lạp xưởng nữa, có nhiều cô biệt. Chú anh chị đã xem kênh thì mua ủng hộ hai đứa rất là cảm ơn. Đặc biệt là gì biết không cả nhà? Là cả nhà đã đợi mập 3 ngày mới lên đây. Tại vì nếu mà cả nhà nghe được cái khúc này là cả nhà đã xem được cái clip này. Hay luôn biết không? Đó, thì cả nhà đã đợi mập 3 ngày mà vẫn quay lại xem mập thì rất là cảm động. Với lại cả nhà ơi, thì cuối năm rồi thì hai đứa có một dự định đó là tính sẽ cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn may mắn xem kênh của hai đứa. Thì hai đứa tính tổ chức một trò chơi đó là làm như vậy. Nhưng mà anh có quyết định tập nào chưa, tập sau luôn hả? Bắt đầu từ tập sau đi. Bắt đầu là từ tập sau. Cả nhà đón xem nha, tập sau hai đứa sẽ nghĩ ra một cái trò chơi gì đó để tặng quà ghi ăn tới cả nhà. Hai đứa sẽ cho mời cả nhà một thưởng thức một trò chơi cũng như là hai đứa cảm ơn cả nhà. Đó là cái một chút xíu lọc. Hai đứa cảm ơn cả nhà đã xem kênh của Hằng Mập Food. Nhưng mà phần chắc cũng chỉ 2 phần thôi. Đúng cho rồi. Cho ai may mắn nhất. Chứ khả năng của Mập với bé Kim thì không đủ kinh tế để tặng tất cả mọi người được cả nhà. Nên ai năm mới mà coi như là hữu duyên. Hữu duyên thiên lý năng tư ngộ. Thì hai thì giống như cái này hấp là hai là chơi gì thì mời cả nhà tiếp sau nha. Hai đứa sẽ chuẩn bị cho nó logic hơn. Đó. Thì mời cả nhà theo dõi clip sau nha. Thì mình sẽ tạo nên một cái cuộc chơi đó. Và món quà gửi cho hai người may mắn nhất. Đúng rồi, Tết mà phải có cái gì may mắn nữa nha. Đó, thì còn bây giờ thì clip xong rồi cả nhà. Ăn cũng đã rồi, no bụng rồi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem clip của hai vợ chồng Hằng Mập Phước nha. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai. Bye bye.